Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ năm ngày 31 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình Thời sự tối nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Quốc hội thảo luận các dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị. Đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Nông dân làm việc tại Hưng Yên. Cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công. Cựu chiến binh tại huyện Yên Mỹ hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới. Cần ngăn chặn vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ và xã Đào Dương, huyện Ân Thi. Quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, hôm nay Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng, việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Phát biểu tại tổ 12 gồm các đoàn đại biểu Quốc hội Bắc Cạn, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Bình, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng bộ máy nhà nước, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong phiên thảo luận tổ sáng nay, các đại biểu đều thống nhất cao với dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng, cho rằng thời gian qua, Hải Phòng nổi lên là thành phố ổn định về kinh tế, văn hóa xã hội, trong bối cảnh nhiều địa phương còn gặp khó khăn do dịch Covid, thiên tai lũ lụt. Điều này cho thấy những cơ chế riêng cho Hải Phòng đã đưa lại kết quả tốt, đồng thời việc ban hành quy định về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng để thực hiện chính thức mà không qua thí điểm đã đảm bảo đầy đủ các cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn. Cho ý kiến về dự thảo nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, đa số các đại biểu cho rằng việc thông qua nghị quyết sẽ tạo tiền đề để thành phố Huế trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực miền Trung và cả nước. Cái việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương thì nhằm thể chế hóa chủ trương của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về xác định vị trí Thừa Thiên Huế là vùng đất văn hiến có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và truyền thống. Thế và cũng là cụ thể hóa thực hiện cái nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, có một số đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn về mô hình chính quyền đô thị, bộ máy quản lý nhà nước, làm sao hiệu lực, hiệu quả. Tổng Bí thư khẳng định, đây là vấn đề rất lớn. Trung ương đang tập trung bàn thảo làm sao tinh gọn hiệu lực hiệu quả của bộ máy nhà nước, không hình thức để đảm bảo đúng thực chất áp dụng không chỉ cho thành phố Hải Phòng mà của cả nước. Bộ máy nhà nước nghị quyết 17, Trung ương đã nói rồi, từ đại hội 12. Đánh giá là công cành, hoạt động kém hiệu lực hiệu quả, phải sắp xếp và tinh gọn. Nhưng mà đúng là mới được có một, ta mới làm là từ dưới lên, xã huyện sát nhập, thế rồi là một số bộ ngành, trung ương chưa được kỹ, tỉnh cũng rất khó. Trung ương mà làm gọn được, tỉnh sẽ gọn. Chính quyền là phải phục vụ. Tôi vừa rồi rất bức xúc, rà soát đến tất phường xã, xóm xem là việc gì. Có những người không muốn chuyển đổi số. Thế chuyển đổi số này bọn em mất việc. Thế đấy đúng chính là mục tiêu giảm biên chế thôi. Trước đây một cửa rất hay, bây giờ nó không còn cửa nào cả. Đấy, nó còn hay hơn thế, một cửa vẫn là thủ tục. Đầu phiên họp buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành hai nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt đoàn đại biểu Quốc hội của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường. Theo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên sang đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Chủ tịch nước Lương Cường chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa sang đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai nghị quyết trên được ký ban hành ngày 30 tháng 10 năm 2024. Hôm nay, đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo cụm thi đua số 2 làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tới dự và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2024, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên đã thực hiện đạt và vượt 13 trên 17 chỉ tiêu,
trong đó xác định rõ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp hội tổ chức phát động thi đua, toàn tỉnh đã thành lập mới được hơn 50 chi hội và tổ hội nghề nghiệp, kết nạp được 3.400 hội viên mới, đưa tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên gần 220.000 người. Tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đạt gần 8,5 tỷ đồng. Đến nay, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp hội trong tỉnh quản lý là 106 tỷ đồng và được sử dụng hiệu quả. Hỗ trợ nông dân vay vốn đã có trên 100.000 hộ nông dân đăng ký phấn đấu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn Trung ương Hội nông dân tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí hỗ trợ nông dân xây dựng những mô hình sản xuất kinh doanh giỏi. Trung ương Hội có những hướng dẫn cụ thể để tỉnh xây dựng và phát triển các mô hình tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp. Tuy rằng là diện tích là có bị thu hẹp về đô thị, phát triển công nghiệp, kể cả hạ tầng giao thông và các khác, nhưng đời sống người dân là không bị giảm sút mà có tăng lên. Phát triển tổ rồi hợp tác xã thì đối với Hưng Yên là quan tâm. Vì cái này là có văn bản chỉ đạo không những của hội nông dân mà kể cả liên minh hợp tác xã cùng phối hợp để làm, vì hai cái này nó giống nhau. Hưng Yên là chỉ đạo chung có phát triển tăng lên. Vì mỗi năm là đối tỉnh đây là đang được cấp hỗ trợ sang kể cả bên này và bên liên minh hợp tác xã để thành lập các tổ hợp tác xã hỗ trợ cho thành lập mới. Ban đầu là chúng ta có chính sách hỗ trợ. Thế do vậy là cái này thì là đã có cái sự tăng trưởng hỗ trợ cụ thể. Chúng tôi cho rằng kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao công tác hội và phong trào nông dân tại tỉnh Hưng Yên, đặc biệt sử dụng hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân, liên kết các hộ kinh doanh nhỏ lẻ và trong hợp tác xã, tạo thu nhập cho người dân địa phương. Đồng chí mong muốn chính quyền các cấp thường xuyên có các buổi đối thoại với nông dân trong tỉnh. Trước đó, buổi sáng, đoàn đã đi tham quan mô hình chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao của hợp tác xã Nguyễn Gia tại xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động. Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức liên hoan tiếng hát khu dân cư tỉnh Hưng Yên năm 2024. Tới dự có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Bật Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trưởng ban tổ chức liên hoan. Mỗi đội trình diễn 2 tiết mục gồm các thể loại hát đơn ca, song ca, tốp ca, hợp xướng. 20 tiết mục tham gia liên hoan có sự đầu tư về dàn dựng, trang phục, đạo cụ âm nhạc. Nhiều tiết mục tự biên, huy động được nhiều người tham gia. Đây cũng là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, góp phần bảo tồn và phát huy các loại hình âm nhạc truyền thống của dân tộc, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời thúc đẩy các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho huyện Văn Lâm, 2 giải nhì cho huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào, 3 giải ba cho các huyện Khoái Châu, Tiên Lữ, Ân Thi, trao giải cho 20 tiết mục tham gia liên hoan. Sáng nay, huyện Văn Lâm bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá Tô Thành Quyết, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cuộc diễn tập hoàn thành kế hoạch, đạt được mục đích yêu cầu đề ra và bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện trong suốt quá trình diễn tập. Thông qua diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các cơ quan phòng ban ngành đoàn thể, rèn luyện khả năng hiệp đồng tác chiến của lực lượng vũ trang huyện trong xử trí tình huống về quốc phòng an ninh khi chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, đặc biệt là nhiệm vụ phòng chống khủng bố trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời qua đợt diễn tập đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, tăng cường tiềm lực cho khu vực phòng thủ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong tình hình mới. Năm 2024, Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ giao trên 19.000 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2023. Do nhiều nguyên nhân, đến nay tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Vì vậy, từ nay đến cuối năm, các chủ đầu tư cần có giải pháp quyết liệt để cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Đến nay mới phân bổ nguồn vốn chi tiết được trên 14.000 tỷ đồng, còn trên 5.000 tỷ chưa phân bổ. Trình tự thủ tục hồ sơ pháp lý từ thiết kế dự toán, lựa chọn nhà thầu thi công mất rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn,
nguồn vật liệu xây dựng khan hiếm. Một số dự án có tổng vốn đầu tư lớn đến nay vẫn trong giai đoạn thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu thi công chưa hợp đồng, chính vì vậy là vẫn chưa thể giải ngân được. Một số cái huyện xã do không đấu giá được bằng hoặc là cái đấu giá ban đầu không đảm bảo theo kế hoạch nên cái nguồn vốn để thanh toán cho khối lượng thì chính vì tại nhà thầu người ta cũng chủ trừ. Vì vậy đến hết tháng 10, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công ước đạt trên 40%. Tuy vậy một số địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70% là huyện Phù Cừ, Tiên Lữ và Khoái Châu. Hiện nay tranh thủ thời tiết thuận lợi, các chủ đầu tư đang đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Trong cái giai đoạn vừa qua nó do cái yếu tố thời tiết của năm nay nó khó khăn vì mưa nhiều nên là từ nay đến hết 31 tháng 12 thì chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ và dự kiến sẽ hoàn thành khoảng 95% khối lượng theo ban quản lý đề ra. Để bảo đảm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất, các địa phương cần quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện phương châm có mặt bằng sạch đến đâu, bàn giao ngay cho nhà thầu đến đó để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho từng dự án, kịp thời công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng đảm bảo đầy đủ, phù hợp với giá thị trường, đúng quy định pháp luật, chủ động phối hợp với các địa phương lân cận có nguồn mỏ vật liệu, đất cát để cung ứng cho các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh, khẩn trương làm thủ tục thanh toán vốn với kho bạc nhà nước khi có đối tượng được nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm. Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng chuyển nguồn đối với các dự án trì trệ do các nguyên nhân chậm giải ngân sang các dự án giải ngân nhanh, đồng thời hỗ trợ vốn cho các địa phương có nguồn đấu giá sử dụng đất thấp nhưng giải ngân nhanh. Yêu cầu các cấp ủy chính quyền, các sở ngành, các địa phương nỗ lực lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt hai nhiệm vụ trọng tâm, một là giải ngân và triển khai các dự án đầu tư công nằm trong kế hoạch đầu tư công năm 2024. Hai là triển khai các cái dự án, các nhiệm vụ giải pháp trong khuôn khổ 12 cái dự án thuộc diện ban chỉ đạo các dự án trọng điểm, lãnh đạo chỉ đạo. Kết quả giải ngân của dự án được phân công theo dõi là căn cứ để đánh giá bình xét thi đua của các cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của người đứng đầu. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn thành phố Hưng Yên, huyện Khoái Châu và huyện Văn Giang. Tại hội nghị, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện Khoái Châu, huyện Văn Giang đã trao 28 sổ bảo hiểm xã hội, 140 thẻ bảo hiểm y tế tặng 168 người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng cơn bão số 3 với tổng trị giá trên 276 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí này là do Bảo hiểm xã hội Việt Nam huy động và phối hợp với các nhà tài trợ trao tặng tỉnh Hưng Yên nhằm chia sẻ, động viên, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh, có cơ hội được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để khi đủ điều kiện sẽ được hưởng lương hưu và có thẻ bảo hiểm y tế khi tuổi già. Đồng thời cũng là tiền đề để tỉnh Hưng Yên hoàn thành các mục tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Được biết chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động đã có 1.202 sổ bảo hiểm xã hội, 9.260 thẻ bảo hiểm y tế được gửi tặng đến người dân ở 26 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh huyện Yên Mỹ không chỉ là lực lượng nòng cốt phát triển kinh tế, gia đình, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, mà còn có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nổi bật là hiến đất làm đường giao thông. Đầu năm 2024, khi Đảng bộ chính quyền xã Minh Châu có chủ trương mở rộng nâng cấp đường thôn, cựu chiến binh Phạm Văn Hảo đã tự nguyện hiến 63m2 đất thổ cư và tháo dỡ 20m2 tường rào, cổng kiên cố, khu vực nhà ăn, nhà vệ sinh. Với sự nhiệt tình và có uy tín trong thôn, ông Hảo đã vận động được nhiều hộ khác cùng tham gia. Qua đó, chỉ chưa đầy 4 tháng, tuyến đường dài trên 1km, rộng 5m của thôn đã được hoàn thành. Tôi tự nguyện hiến đất, tuyến đường hoàn thành đã thông tuyến, mọi người dân phấn khởi mà xe cộ đi lại là cực kỳ thuận lợi. Đồng chí Hảo thì cũng đã có tinh thần rất cao, mặc dù gia đình, nhà cửa vẫn chưa có gì cả. Thế nhưng mà phá cả bếp, phá cả tường để mà hiến đất làm đường. Cán bộ hội viên cựu chiến binh cũng đóng góp
tương đối vào hiến đất làm đường. 700-800 cán bộ hội hiến đất khoảng 1.000 mét vuông. Toàn thể hội viên cựu chiến binh trong xã Yên Hòa đều có ý thức chung sức xây dựng nông thôn mới. 100% số hội viên có đất thổ canh thổ cư nằm trong diện giải tỏa đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ các công trình dân sinh như tường rào, cổng, nhà ở, cây cối. Các cựu chiến binh còn tuyên truyền mục đích và ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới đến các thành viên trong gia đình, người thân, bà con làng xóm đồng thuận hưởng ứng phong trào. Từ đầu năm đến nay, hội cựu chiến binh xã có 30 cựu chiến binh hiến trên 240 mét vuông đất. Đất thì giá trị rất cao, rồi các cái công trình xây lên ví dụ như là tường nhà, cổng nhà rất là hiện đại. Với cái phương châm là mưa dầm thấm lâu thì chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền, giải thích và người ta cũng thấy rằng là cái việc làm đó ích nước lợi nhà thì các hộ gia đình cũng rất là ủng hộ. Những năm qua, Hội cựu chiến binh huyện Yên Mỹ đã triển khai chỉ đạo các cơ sở hội tích cực hưởng ứng, tham gia bằng các mô hình, phần việc phù hợp với thực tế của địa phương, gắn phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu với phong trào cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới. Một trong những dấu ấn đặc biệt của cựu chiến binh trên địa bàn huyện Yên Mỹ là tham gia làm đường giao thông nông thôn. Với phương châm tiên phong gương mẫu, cựu chiến binh luôn dẫn đầu các phong trào hiến đất làm đường tại các địa phương. Từ năm 2023 đến nay, đã có hàng trăm cán bộ hội viên cựu chiến binh trong toàn huyện đã hiến hơn 2.000 mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn cùng với hàng nghìn ngày công lao động. Ủy ban nhân dân xã Lệ Giáo, huyện Tiên Lữ vừa ngăn chặn kịp thời trường hợp vi phạm xây dựng công trình kiên cố trái phép trên đất nông nghiệp tại cánh đồng thôn Sai Lệ. Điều đáng nói, vụ vi phạm trên cách đây hơn 2 năm, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng đã phản ánh và Ủy ban nhân dân xã Lệ Giáo và các cơ quan chức năng của huyện Tiên Lữ cũng đã quyết liệt ngăn chặn và xử lý. Đó là trường hợp vi phạm của hộ gia đình ông Đào Văn Thà, địa chỉ thường trú tại xã Đình Cao, huyện Phù Cử. Diện tích đất mà hộ gia đình trên nhận chuyển nhượng từ hộ gia đình ông Nguyễn Tuấn Đức, hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, nguyên quán ở xã Lệ Xá, với tổng diện tích trên 20.000 m2. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngay sau khi nhận chuyển nhượng, ông Thà đã tập kết vật liệu tiếp tục tổ chức xây dựng trên phần móng mà trước đó vào đầu tháng 4 năm 2022, một doanh nghiệp có địa chỉ tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử đã thuê lại phần diện tích đất trên của ông Đức để xây dựng mô hình chăn nuôi nhưng chưa hoàn thiện dự án, không thông báo với cấp chính quyền cơ sở nên đã bị Ủy ban nhân dân xã Lệ Xá và các cơ quan chức năng của huyện Tiên Lữ ngăn chặn. Trước hành vi nối tiếp vi phạm trên của ông Thà, cuối tuần qua, Ủy ban nhân dân xã Lệ Xá đã yêu cầu ông Thà dừng ngay việc xây dựng công trình trái phép không đúng quy định trên đất nông nghiệp. Khi phát hiện ra hộ nhà bà Thà là vi phạm, chúng tôi đã trực tiếp lập biên bản và yêu cầu họ dừng và hoàn thiện tất cả các thủ tục, ví dụ như là dự án để được phép phê duyệt dự án chăn nuôi tập trung xây dựng cư, lúc đó sẽ để cho họ làm. Tại xã Đào Sương, huyện Ân Thi mới đây xuất hiện tình trạng san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trên các diện tích đất giao trái thẩm quyền. Những trường hợp này nếu không được xử lý sớm sẽ khiến cho công tác khắc phục hệ quả của việc giao đất sai quy định ngày càng khó khăn hơn. Khu vực này nằm trong hành lang an toàn giao thông đường tỉnh 384 thuộc địa phận thôn Đào Xá. Một số hộ dân đã tiến hành đổ đất san lấp mặt bằng. Khu nhà xưởng rộng gần 100 m2 đã bọc lên từ nhiều tháng qua. Ủy ban nhân dân xã Đào Sương cho biết khu đất này đã được phân lô khoán thầu cho người dân từ năm 1995. Gần đây do hạ tầng giao thông phát triển thuận lợi, các hộ dân này đã tiến hành san lấp và thi công một số công trình xây dựng. Đối với người dân khi làm việc với họ thì họ xuất trình được một cái hợp đồng và xuất trình được phiếu thu tiền về Ủy ban dân xã có dấu và chữ ký của Ủy ban nhân dân thời điểm đó. Ủy ban dân xã sẽ tiếp tục làm rõ cái nguồn gốc đất này. Theo quy định, với những diện tích đất giao trái thẩm quyền chưa được cấp sổ đỏ, khi xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm lập biên bản đình chỉ kiểm tra xác minh việc giao đất không đúng thẩm quyền, mục đích được giao, thời điểm được giao, yêu cầu chủ sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ, sau đó mới được xây dựng. Những trường hợp vi phạm nếu không được xử lý sớm sẽ khiến cho công tác khắc phục hệ quả của việc giao đất sai quy định ngày càng khó khăn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.